Dạ em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Em về lại tiếp một cái lô đèn Squid Test thương hiệu Thụy Sĩ mấy anh chị ha. Đó, thì cái đèn này đèn đội đầu ha, xịn hơn cái đèn Tajima rất là nhiều luôn. Mà giá cũng rất là mềm mấy anh chị à. Đó, mới trăm nguyên hộp luôn. Đó, cái con này á là cái độ sáng của nó lên tới 550 lumen là các anh chị ha. Và khi mà sạc đầy no á là nó cháy được 8 tiếng ha. Ở chế độ sáng sáng thấp ha, 170 lumen, còn chạy 550 lumen thì nó sáng khoảng được 3 giờ. Đó. Đó thì con này nó đã ăn cái nữa nè ha. Rồi chống mưa gió thoải mái luôn nha. IPX4 ha. Con này rớt nước thì có sao không? Đấy, đứt. Đấy. Chắc không đến nổi đâu ha, rớt nước lụm lên thôi. Rồi ok, tiếp theo rọi xa ha, này là rọi tầm xa là 140m nha các anh chị nha, pin sạc nằm trong luôn, rất là tiện lợi. Mà con này nó đỉnh hơn cái con đèn Tajima ở một cái chỗ á là 61 nha. Sáng vừa, sáng trung bình, sáng mạnh. Rồi chế độ SOS chớp tắt khi mà mấy anh chị mình sự cố á, xe sự cố, rồi chớp xanh chớp đỏ gì, đèn xanh đèn đỏ gì ở đây có đầy đủ luôn ha. Đây xanh đỏ. Rồi cổng sạc là Type-C nha, có đi kèm cáp sạc luôn. Đó, nói chung là rất là xịn ha, xịn hơn Tajima, em đảm bảo. Mà giá đợt này của em về thì nó rẻ hơn được 10.000 ha, chắc có lẽ thấy kinh tế khó khăn qua nó bớt cho anh em mình xíu ha, 490.000 nha các anh chị ha, mới 100%. Rồi anh em nào lấy cái đèn đội đầu ha, Squid Test thì nhắn tin cho em ha. Tên địa chỉ không, số điện thoại của em là 0914466462, hoặc là nhắn qua Zalo ha. Rồi mấy anh chị mình chờ em xíu, em có thêm một cái món này nữa rồi, hãy nhắn tin chốt đơn. Rồi tiếp theo em có một cái món dành cho xe hơi mấy anh chị ha. Thì thường thường á là cái này á là mấy anh em mình đi siêu thị đi chơi á, mà mình đậu xe hơi ở ngoài nắng á ha, mình có một cái quạt năng lượng mấy anh chị, nó sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời, mình gác ở ngay cái kính á ha, thì nó khi nó tự động nó chạy và nó hút cái hơi nóng trong xe và nó thổi ra ngoài ha. Cái này nó mới trăm luôn, thì cái này nó nhìn nó cũng nhìn nó thì chắc sản xuất thì đa số là China hết rồi ha, ở Đài Loan luôn hả, máy in Taiwan luôn nha. Sản xuất Đài Loan mấy anh chị à, nhìn thấy cũng xịn nè, có cao su rồi tấm năng lượng ha. Đó, ịn cái tấm năng lượng này lên ha, ánh nắng thì nó bây giờ quạt là nó quay liền nè mấy anh chị. Thì nó có hai cái quạt hai bên, hai quạt hai bên, thương hiệu là Kunka. Kunka, tên nhìn nó hơi giống kiểu Thái ha. Rồi ở đây nó có một cái khóa rất là cứng chắc nha. Nó thì mình lòn cái kính á, mình lòn cái kính vô trong đây, ngay chỗ cái tấm kính xe hơi á, mình lòn mình bấm lên sát ở đây, rồi sau đó anh chị mình bẻ cái tấm năng lượng này khóa lại ha, khóa lên. Đó thì cái này em đang bán giá rất là mềm, chỉ có 130.000 một cái thôi. Đó, bây giờ ví dụ như che tấm năng lượng là nó tắt nha. Đây, đó, che tấm năng lượng là nó tắt nè. Đấy, rồi bây giờ em dỡ ra là nó chạy tiếp nè. Đấy. Có nắng là chạy. Chạy mạnh luôn á nha mấy anh chị nha, chạy mạnh nha. Motor này thường thường là cũng chạy bật đạn luôn ha Đức ha. Mấy con fan này là bật đạn hết. Càng nắng càng mạnh nha. Nắng mà hơi yếu yếu thì chạy nó yếu yếu, còn hả nó tắt nắng luôn thì nó im ru luôn. Rồi, anh em nào lấy 130.000 nha, lấy kèm cái đèn luôn, ship luôn cho nó tiện lợi. Rồi, anh em nào lấy thì nhắn tin vô số điện thoại của em 0914466462, hoặc là nhắn tin Zalo cũng được, em lên đơn ship thôi. Tiền ship thì chắc cũng lâu đó quanh 30k. Đó, mới ken xà beng trong hộp luôn nè mấy anh chị à. Họ đóng gói cái này là lô hàng họ thanh lý, chứ bình thường là mấy cái này là em thấy trên mạng nó bán cũng phải là 200 mấy 300 ngàn không à. Rồi, 130.000 nha. Anh em nào lấy thì nhắn tin cho em ha.